Bạn có biết lông rùa là cái gì không? Bạn hãy suy nghĩ, sau đó mình sẽ giải đáp nhé. Trong văn nói, tiếng Hoa cũng có rất nhiều từ vựng mà không có dạy trong sách giáo khoa nào hết. Vậy nên hôm nay, Adam sẽ chia sẻ 10 tiếng lóng Đài Loan mới nhất. Nếu bạn muốn nói chuyện hay hơn, hoặc là làm người bạn ngữ bất ngờ về khả năng nói tiếng Hoa của bạn, bạn hãy xem hết video này nhé. Trước khi bắt đầu, nếu bạn chưa đăng ký và bật thông báo kênh Tiếng Hoa Haha, bạn nhớ đăng ký ngay nhé. Bởi vì mỗi tuần sẽ có 2 video mới để bạn học tiếng Hoa cùng người bạn ngữ nhé. Từ vựng thứ nhất của hôm nay là trụ hải biên. Trụ hải biên. Trụ là sống, hải biên là bãi biển. Bởi vì hải biên rộng và dài nên người ta sáng tạo một ý nghĩa là xen vào chuyện người khác. Nếu bạn gặp một người hỏi quá nhiều, quản lý quá nhiều hoặc là xen vào chuyện của bạn, bạn có thể nói từ này nhé. Ê, A Xiang, 你晚上要去哪里? 晚上 我要去吃饭啊。 跟谁? 跟同事。 男的女的? 有男有女。 几个人去? 啊，你住海边哦。 哎 ，Adam， 新工作怎么样？ 不错啊。 真的吗？ 你老板是男的还是女的？ 女的。 哦，那你薪水多少？ 福利怎么样？ 礼拜六要不要上班？ 烦死了，你住海边哦。 Từ vựng thứ hai là 臭屁。 臭屁。 臭 là thối, 屁 là khí địch, khí địch thối là nói một người thích khoe khoang hoặc là kiêu căng. Nên nếu bạn có một bạn thích khoe hoặc là kiêu kỳ, bạn có thể nói họ là 臭屁. Adam, 你看, 我新买的苹果手机. Oh,好棒. Adam, 你看, 我新买的平板电脑. Oh. Adam, 你看, 这是我新买的苹果电脑. 你很臭屁耶。 嗨, 小美, 你要去吃午餐吗? 哈囉? 你很臭屁哦。 Từ thứ ba là hăng. Hăng. Hăng là một công cụ dùng trong ngành xây dựng. Nhưng từ này cũng có một nghĩa là rất hot, rất nhiều người thích. Từ này thường dùng lúc người ta nói về một sản phẩm rất nhiều người mua. Ê, A Xiang, 你知道最近最夯的电影是什么吗? 是星际大战吗? 不是, 最近最夯的电影是闭眼, Mắt Biết. 阿翔, 现在在越南, 最夯的东西是什么啊? 应该是足球吧, 那台湾呢? 应该是选举吧。 的, 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 啦, 扯, 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 啦, kéo xé. Nhưng mà nếu bạn nghe người ta nói một cái gì đó hoặc là một người nào đó hấn chở, có nghĩa là cái đó hoặc người ấy rất khoa trương hoặc quá đáng. Adam, 我昨天跟小美告白。 啊? 被拒绝了吗? 不要太伤心。 她答应我了。 真的假的? 很扯耶。 Adam, 你吃过鸭仔蛋吗? 我知道啊, 我吃过。 好吃吗? 好吃, 我一次吃20个。 太扯了吧。 The third name 啦, 胡乱, 胡乱. Bạn có thể nói 胡乱 khi bạn thấy một người đang xào xạo hoặc là đang phóng đại. Ê, 我会说意大利文哦。 真的假的? 你在胡乱吧? 真的啦, 我没有胡乱。 那你说说看。 Pizza. 阿翔你看, 我中彩票了。 屁啦, 真的假的? 骗你的, 我只是在胡乱。 The third sound 啦, 锅, 锅, 锅 là họ quát. Bạn có nghe qua 关我什么事 chưa? 关我什么事 là liên quan gì tới chuyện của tôi. Nhưng mà câu này nói hơi mệt và dài.
nên giới trẻ Đài Loan đã sáng tạo một từ để thay vì quan wo shen me shi. Nếu mình nói quan wo shen me shi nhanh quá thì thành quan wo quan wo quan wo quan wo guo. A Xiang, nǐ kàn, wo you zhōng cái piào le. Guo. A Xiang, ke yi jie wo yi dian qian ma? Wèi shen me? Wo zuo tian mai le 100 zhang cai quan, jin tian mei qian shi fan le. Guo. Nếu bạn muốn nói một cô gái đẹp gái, bạn sẽ nói câu nào? Ni hao piao liang, ni hao mei li. Hai câu này đều đúng, nhưng mà nói vậy thì hơi văn viết và chính thức quá, nên hiện tại mình hay dùng từ zheng, zheng để nói một cô gái đẹp. Zheng là chính, nhưng mà trong giao tiếp từ này cũng có nghĩa là tốt lắm, hay lắm và đẹp gái. Adam, 你看那个女生是谁啊？超正的耶。哪个女生？那个短头发的女生啊。哈？你有病吗？Adam, 你看过几集 MM 了吗？还没耶。好看吗？超正的，赶快去看。Adam đang làm gì? Adam đang xoay xoay, chuyển chuyển. Thế giới này có những người nói chuyện không thẳng thắn và hình như họ có vấn đề gì về hiểu được câu hỏi của người ta. Giả sử bạn hỏi những người này câu hỏi, họ sẽ nói về chuyện khác hoặc là trả lời gì mà không liên quan tới câu hỏi của bạn. Mình nói cái này là chuyển chuyển, chuyển chuyển. Ừ, sư à. 你功课写完了没？哦，今天天气好热哦。你的功课写完了吗？我有点不舒服哎。不要旋转我哦。我马上去写。宝贝，今天是我的生日。哦，是吗？那要不要去吃大餐？不要。我的生日礼物呢？那要不要看电影呢？不要，我只要礼物。你是不是忘记了？不要旋转我。Có khi nào mà bạn gặp một người nói hoài mà không dừng lại được, hoặc là bạn chính là người đó? Bên Đài Loan, mình có một từ để nói hành động này. Nó là suy suy niệm. Suy suy niệm. Nói chuyện quá nhiều và làm người ta thấy phiền, mình sẽ nói là suy suy niệm. Ơ chứ à, 你功课写了吗? 还没, 我在看电视啊。看电视? 你洗澡了吗? 洗碗了吗? 功课写了吗? 好啦, 不要碎碎念。宝贝, 我肚子饿了。好啦好啦, 你先吃点饼干。陪我聊天，陪我出去玩，陪我散步。好啦，不要碎碎念，等我打完游戏。Bạn có đoán được lông rùa là gì chưa? Lông rùa là quây máu. Quây máu. Quây máu là hình dung một người không dứt khoát và quá xoay mối. 喂，小美，午餐你想吃什么？喂，都可以啊。吃火锅？不要，好胖。吃水饺？不要，好少。那吃牛排呢？不要，好贵。哦，龟毛死了。那你要吃什么？都可以呀。小美，暑假你想去哪玩？都可以呀。去芽庄？不要，好远。那去大乐？不要。好无聊哦。那你喜欢哪里？都可以呀。你很龟毛耶，在家算了。Chúc mừng bạn có thể nói chuyện hay hơn từ hôm nay. Trong video này, bạn cảm thấy từ nào thú vị nhất? Bạn nhớ bình luận ở bên dưới, chia sẻ với chúng tôi nhé. Trong video tiếp theo, mình sẽ học về tiếng Hoa đi máy bay phần 2. Nên bạn nhớ đăng ký và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ một buổi học nào với Adam và Howard nhé. Nếu bạn thấy video này siêu chân, bạn nhớ ấn thích
và chia sẻ video này với bạn bè của bạn nhé. 谢谢你观看我们的影片，我们下次见。